Ngày 12 tháng 6, Ban chỉ đạo du lịch tỉnh Hòa Bình đã tổ chức phát động kích cầu du lịch nội địa hưởng ứng người Việt Nam đi du lịch Việt Nam với thông điệp Hòa Bình là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Lễ phát động mang đến thông điệp hòa bình là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn, đồng thời đây cũng là dịp quảng bá các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Hòa Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch. Ban tổ chức hy vọng du lịch của tỉnh Hòa Bình nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp, các hãng lữ hành xây dựng những tour du lịch hấp dẫn, tạo ra chuỗi liên kết, liên minh kích cầu quan trọng nhằm từng bước khôi phục và phát triển ngành du lịch hiện nay. Tại buổi phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 20 bản đăng ký của các doanh nghiệp tham gia hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.